Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm, giảm hơn 4 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,25% sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch trước đó. Hiện tại đang giao dịch ở mức 1.833,60 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.831,85 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.840,26 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,01%, giao dịch ở mức 103,907 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,17%, thời điểm này giao dịch ở mức 30.946 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm suy giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,13%, giao dịch ở mức 2,993% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô thời điểm này quay đầu tăng trở lại với tỷ lệ tăng hiện tại là 1,16%, giao dịch ở mức 100,502 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng ngày hôm nay giảm thêm 15 đô la Mỹ trên một ounce sau khi giảm 30 đô la Mỹ trên một ounce trong phiên giao dịch trước đó. Giá vàng giao tháng 6 năm 2022 cũng giảm 13 đô la Mỹ trên một ounce, giao dịch lần cuối ở mức 1.845 đô la Mỹ trên một ounce. Các thị trường quan trọng khác ghi nhận giá dầu thô từ 104 đô la Mỹ trên một thùng xuống còn 99 đô la Mỹ trên một thùng. Khi nhu cầu nhiên liệu sụt giảm do Trung Quốc hạn chế hoạt động vì COVID-19 và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nước này ngày càng tăng, theo đó giá vàng gánh chịu thêm áp lực đi xuống vì giá dầu thô giảm thường kéo theo sự suy yếu của giá kim loại quý. Mặt khác, đêm qua Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với báo giới rằng lạm phát tăng cao là thách thức đối với nền kinh tế Mỹ và việc hạ nhiệt lạm phát là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Kế hoạch tăng thuế đối với các tập đoàn và tỷ phú sẽ giảm lạm phát. Theo kế hoạch của chúng tôi đang đi đúng hướng để cắt giảm thâm hụt ngân sách 1.500 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Giảm thâm hụt là một trong những biện pháp để có thể giảm bớt áp lực lạm phát theo Tổng thống Joe Biden nói. Với thông tin này, có lẽ giới đầu tư suy đoán đồng bạc xanh tăng giá trong tương lai. Theo đó, họ mạnh tay bán trái phiếu Mỹ để dồn vốn vào đồng đô la Mỹ, giúp cho đồng tiền này tiếp tục tăng giá sau khi đã tăng rất mạnh ở phiên giao dịch trước đó. Trước sức ép của đồng đô la Mỹ và sự sụt giảm của giá dầu thô, giới đầu cơ nhận thấy thị trường vàng không có cơ hội để khởi sắc. Thế nên khi mà giá vàng thế giới giao dịch trong vùng 1.860 đô la Mỹ trên một ounce, nhiều người đã bán ra thu hồi vốn. Lập tức giá vàng hôm nay của thế giới giảm mạnh và đến 6 giờ ngày hôm nay 11 tháng 5 xuống còn 1.838 đô la Mỹ trên một ounce. Và đến thời điểm hiện tại thì tiếp tục suy giảm. Giao dịch quanh ngưỡng 1.833 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Hiện tại giá vàng trong nước cũng điều chỉnh giảm quý vị và các bạn nhé, tuy nhiên mức điều chỉnh giảm thì còn thấp hơn rất nhiều so với thị trường vàng thế giới. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.925.000, bán ra 6.995.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.925.000, bán ra 6.997.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.925.000, bán ra 6.995.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.925.000, bán ra 6.995.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.920.000, bán ra 6.990.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra.
PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.920.000, bán ra 6.990.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.920.000, bán ra 6.990.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.946.000, bán ra 7.004.000, hiện tại thì chưa có điều chỉnh về giá. Mi Hồng SCC mua vào 6.945.000, bán ra 7 triệu, giảm 25.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.930.000, bán ra 6.980.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.880.000, bán ra 6.960.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.920.000, bán ra 6.990.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.945.000, bán ra 7.017.000. Hiện tại thì cũng chưa có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.925.000, bán ra 6.997.000. SJC Cà Mau mua vào 6.925.000, bán ra 6.997.000. SJC Huế mua vào 6.922.000, bán ra 6.998.000. SJC Bình Phước mua vào 6.923.000, bán ra 6.997.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.925.000, bán ra 6.995.000. SJC Miền Tây mua vào 6.925.000, bán ra 6.995.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.925.000, bán ra 6.995.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.927.000, bán ra 7 triệu. SJC Bạc Liêu mua vào 6.925.000, bán ra 6.997.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.923.000, bán ra 6.997.000. SJC Phan Rang mua vào 6.923.000, bán ra 6.997.000. SJC Hạ Long mua vào 6.923.000, bán ra 6.997.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.923.000, bán ra 6.997.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác giảm trong khoảng từ 83 cho đến 200.000 đồng trên một lượng, hay trong khoảng 8.300 cho đến 20.000 đồng trên một chỉ. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.450.000, bán ra 5.540.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.400.000, bán ra 5.480.000. Cả hai loại vàng này thì đều giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.295.700.000, bán ra 5.425.700.000, giảm 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán. 18K mua vào 3.925.400.000, bán ra 4.125.400.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.010.200.000, bán ra 3.210.200.000, giảm 10.600 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.100.400.000, bán ra 2.300.400.000, giảm 8.300 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.